vị và các bạn, đoàn viên thanh niên luôn được xác định là lực lượng lao động chính trong mỗi gia đình và xã hội. Vậy nhưng những năm qua, thực trạng thanh niên rời quê hương đi làm ăn trái phép ở nước ngoài diễn ra khá phổ biến và đã để lại nhiều hệ lụy đau buồn. Đây cũng là vấn đề mà cấp ủy chính quyền nhiều địa phương đang tìm giải pháp khắc phục. Phóng sự được thực hiện tại xã Dương Quỳ, huyện Văn Bàn. Cánh đồng thôn trung tâm xã Dương Quỳ, huyện Văn Bàn đang vào vụ cây lúa xuân. Để khắc phục tình trạng thiếu nước cục bộ ở một số diện tích, địa phương đã quyết định dành kinh phí đầu tư mở mang thêm nhiều nhánh kênh dẫn nội đồng. Nhận thấy cơ hội việc làm tại địa phương, anh Ma Văn Thuật ở thôn Nà Hạch đã mạnh dạn nhận lại tuyến kênh dài 400m với tổng chi phí nhân công là 40 triệu đồng, với cam kết hoàn thành trong vòng khoảng 20 ngày. Để thực hiện, anh Thuật đã thuê thêm 3 thanh niên khác cùng làm với giá là 200.000 đồng một ngày công. Không muốn đi làm xa nữa, mình muốn làm ở quê hương thôi. Làm xa thì đi lại nó vất vả quá. Ở nhà thì mình có thể giúp vợ con ở nhà để làm ruộng làm đất nữa. Công trình ở đây nó cũng ít, kiểu là mình biết là mình nhận trước là mình lấy con mấy anh em về làm. Chuyện nào không biết thì mình hỏi cấp trên hay là kỹ thuật đấy, về hướng dẫn cho làm. Còn đây là cơ sở gia công cơ khí của anh Hoàng Tuấn Vũ, được mở tại trung tâm xã Dương Quỳ. Sản phẩm chính là các loại máy móc, thiết bị nông cụ phục vụ sản xuất của bà con nông dân trên địa bàn và các xã phụ cận. Quy mô chưa phải là lớn, song cũng được đầu tư một số loại máy móc cơ bản như máy hàn, máy cắt, máy ép thủy lực, máy đột dập, chặt tôn, máy tiện. Những người vận hành các loại máy này không ai khác chính là những thanh niên ở địa phương. Tôi là hiện tại bây giờ là đang có 4 lao động chính, vợ em cũng là một lao động chính. Nói chung là cả về vấn đề là hàn cắt, rồi là ở trong gia đình là làm được hết, thợ hàn tốt, một thợ cứng luôn của nhà đấy. Thế còn vào những cái mùa vụ mà nó nhiều việc hơn thì vẫn thuê thêm khoảng độ 1-2 lao động nữa. Em ở đây em đang có gọi là sản xuất ở quanh khu vực thôi. Nếu mà mình mà sản xuất được mới có lao động để mở rộng được thị trường được cho cả huyện hoặc là cả tất cả người trong tỉnh này thì càng tốt nữa. Cùng với khuyến khích hình thành các tổ nhóm liên kết sản xuất ở các lĩnh vực, thời gian qua cấp ủy và chính quyền xã Dương Quỳ còn đặc biệt quan tâm đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, vừa nâng cao thu nhập trên một đơn vị diện tích, vừa tạo thêm công ăn việc làm cho người lao động. Về lâu dài, địa phương cũng có các giải pháp khuyến khích thanh niên học nghề, cũng như tạo việc làm thông qua các hoạt động thu hút đầu tư trên địa bàn. Chúng tôi cũng kết hợp với trung tâm dạy nghề để định hướng và lựa chọn các nghề nghề phù hợp để đào tạo nghề ngắn hạn để cho con em cũng như là lao động trên địa bàn có cái tay nghề tự chủ hoặc là tự đứng để làm các công trình, ví dụ như là thợ xây, rồi là ví dụ trồng nấm, rồi làm tương. Khi có các đơn vị thi công các công trình ở gần khu vực địa bàn thì chúng tôi cũng luôn đặt vấn đề với các doanh nghiệp để giải quyết cái khâu nông nhàn là một phần, thứ hai nữa những lao động mà nhà ít lao động không thể thoát ly khỏi gia đình đi tham gia lao động nơi xa được thì làm ở xung quanh ở tại địa bàn. Cùng với giải quyết việc làm cho thanh niên có trình độ nghề thấp hoặc lao động phổ thông tại địa phương, xã Dương Quỳ còn đặc biệt khuyến khích thanh niên đã được đào tạo có trình độ nghề tham gia lao động sản xuất tại các nhà máy xí nghiệp, các cơ sở sản xuất lớn ở trong và ngoài tỉnh, vừa có thu nhập ổn định, vừa trưởng thành hơn trong môi trường sản xuất công nghiệp và cơ chế thị trường. Không những vậy, cách làm nêu trên còn giúp cho Dương Quỳ hạn chế tối đa tình trạng sang Trung Quốc làm ăn trái phép, tránh được những hệ lụy cho gia đình và xã hội.